biết tin gì chưa? Tin gì mày? Có tin này đang hot lắm nè. Đâu? Nè, để mở cho coi. Phát hiện nhóm đối tượng cực kỳ thích thú với một sản phẩm mới toanh vừa được ra mắt, sửa thạch Cun Cun. Nhóm đối tượng này gồm các bạn trẻ trai xinh gái đẹp, thường có biểu hiện bị nhức nách khi uống sửa thạch Cun Cun sô-cô-la lúa mạch. Ngoài ra họ còn sưu tập bộ ghép hình sáng tạo Cun, được kèm theo khi mua 4 lốc sửa thạch Cun Cun hợp lớn từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 2024. Đặc biệt những đối tượng này vừa uống sữa vừa đọc thần chú. Em rất thích uống sữa thạch Cun Cun sô-cô-la lúa mạch. Vì sản phẩm bổ sung năng lượng toàn diện nhân 3 sức mạnh, giúp em cao lớn, mạnh mẽ, trí não tập trung luôn đó, không phải dạng vừa đâu. Từ ngày uống sữa sô-cô-la lúa mạch thạch Cun Cun, điểm số của em tốt hơn vì tập trung trí não, học hành hiệu quả, mẹ em còn hưởng cho em một chuyến đi du lịch nữa. Không những uống ngon nhất nách mà nó còn giúp em cao lớn nữa nè, mạnh mẽ nữa nè. Sữa hạt Cun Cun uống ngon nhất nách, nhai vui quá salad luôn. Ghê nha, dạo này cái trình edit lên chứ mày. Chứ sao, phóng viên tương lai mà. Ê mà mày cho tao xin hộp sữa thạch Cun Cun uống coi, khác quá. Nè, uống cái vị cam này đi, bổ sung vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch, quý lắm tao mới cho mày nha. Tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều nha. Uống ngon nhất nách là có thiệt. Tao tuyên bố, kể từ nay tao sẽ trở thành fan cứng của sữa thạch Cun Cun. Thế fan cứng đã có bộ ghép hình sáng tạo chưa? Có sao không? Đợi tao xíu để tao vô nhà lấy cho mày coi. Nè mày, tao ghép được mô hình chớp chớp luôn nè. Hay mày. Ê, tao mày xếp hình đua không? Chơi đi chơi, sợ gì mày. Vậy giờ tao mày đi mua 4 lốc sữa thạch Cun Cun với tao nào, để được tặng một bộ ghép hình sáng tạo. Rồi tao mày lắp máy bay hoặc xe máy chơi. Ok, vậy giờ đi luôn nè. Đi. Anh Thành coi lại dọn dẹp nha anh Thành. Rồi, giờ tao mày ghép solo nha. Vô. Khoan, trước khi xếp hình á, để tôi uống một hộp sữa thạch Cun Cun sô-cô-la lúa mạch. Uống để nhân 3 sức mạnh, trí não tập trung. Con đã quay trở lại với kênh anh Ba Phải. Và ngày hôm nay anh dẫn mấy đứa ra khu vực sông lớn. Thì ra cái khu vực này chắc mấy đứa biết anh thực hiện chủ đề gì cho các bạn xem rồi đúng không? Chủ đề câu cá đúng không anh Vũ? Chính xác. Ủa? Hôm qua anh chốt chủ đề nấu ăn mà anh Vũ. Ủa anh đâu có nói chủ đề nấu ăn đâu ta? Anh Thành nói mà. Đâu, đổi chủ đề rồi, tối 12 thì em đâu có nhắn mày mà. Ủa, vậy sao em không nhận được tin nhắn? Ủa, chủ đề nấu ăn mà ta. Ủa, vụ gì vậy ta? Nè, cho mày coi nè. Đâu? Nè, tao nhắn cho mày rõ ràng luôn nè. Nhìn kỹ đi cho nội, gửi không thành công dấu chấm than nữa kìa. Ủa vậy rồi, đồ ăn em mua sẵn ở nhà rồi sao? Mày để nhà mày ăn luôn đi. Tiền em mua ai tính lại cho em ta? Thì mày mua mày ăn mày trả luôn đi. Rồi tự trả luôn hả? Đúng rồi. Thôi, cái chuyện cá nhân đó tự xử đi ha. Chủ đề ngày hôm nay của anh quyết định đó chính là chủ đề câu cá ngoài sông lớn. Tại vì các bạn yêu cầu rất là nhiều. Ngay bây giờ không để mất thời gian của mọi người nữa, mấy em mình sẽ đi câu cá rồi nha các bạn. Đi thôi. Let's go. No, no. Gì? Cần câu đâu? Còn mồi đâu? Ủa? Sáng mấy đứa chưa chuẩn bị hả? Tính ra hồi sáng anh kêu tụi em đi gấp luôn á. Có chuẩn bị được mồi với cần câu đâu. Ủa? Tụi em không biết bữa nay câu cá rồi. Đúng rồi. Sao? Sao? Trời ơi! Anh Phú kêu đi câu cá mà không chuẩn bị mồi. Chị nhớ anh Phú dạo này kém thiệt chứ. Có cái chuyện đi quay câu cá thì phải có cần câu với mồi. Ủa anh quên. Nhớ anh thông báo rồi mà ta. Toàn, anh Phú. Anh Phú có tương tư em nào không mà làm việc không có chị nhớ gì chưa mà có tương tư chị nào không mà sao làm việc gì mà cũng hay quên quá. Nếu có thì nói luôn đi. Em với ngon lụm gì đó về đây cho đẩy thuyền đẩy thì một cái là dính luôn là khỏi chứ làm gì hai đứa ở đó luôn đi. Khóa cái miệng lại ha. Anh Phú quên rồi em anh. Bây giờ sao nó thức đêm nhiều quá chứ nhớ không được tốt mà anh nhớ nhắn tin rồi mà. Thức đi trên nhóm cho ta. Thức đêm nhắn tin cho mấy người đó chứ gì.
Rồi rồi, mấy em mình đi chuẩn bị đâu đồ nghề đi, còn đồ ăn thức uống gì cổ ghẻ, nếu anh không hết thì cứng anh không hết, công an đây đây mấy em anh phụ ha. Tiền em làm luôn. Tôi trả. Ở tiền ai thì nó trả rồi. Chị trời, tự nhiên lãnh đạn luôn ta. Thôi chuẩn bị cân cấu đủ chưa? Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ chia đội và câu cá nha các bạn. Ngày hôm nay đội nào câu được khối lượng cá nhiều nhất thì đội đó sẽ nhận về giải thưởng cho mình trị giá là mỗi người 1 triệu. Yeah. Wow. Chúng ta sẽ chia thành 3 đội. Ở đây chúng ta có 8 người và thiếu một người đúng không? Chắc chắn anh sẽ tham gia luôn. Và một đội sẽ có 3 người tương đương 3 triệu dành cho đội thắng cuộc. Đúng rồi. Tôi có nghe câu mà khinh địch là được rồi. Thì ok, ai muốn chung đội tôi không quan trọng, không chung đội tôi cũng được, thế xui mà xí ngầu quyết định. Ok vô. Rồi lát xí ngầu để chia đội nha các bạn. Em bắt trước cho. Em bắt trước nha. Rồi ok ok. Một wow rồi. Ê, càng nhỏ gì, 3 người nhỏ chung đội với nhau, 3 người kế tiếp chung đội với nhau và 3 người lớn nhất chung đội với nhau. Em lên lại đi, đâu có gì đâu sợ. Sợ cái gì đâu mà sợ, cái gì mà sợ biết nữa. Sáu luôn. Hai nút. Rồi rồi. Này chia đôi thôi mà. Nó đặt đâu rồi. Chẳng ơi. Chị nói là nó chung luôn á. Năm nút. Năm nút. Bạn ơi. Rồi quay đi. Năm. Ba nút. Rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mấy nút đây? Đổi vô vào thôi. 6 nút. Rồi, đắng quá rồi. Trời ơi. 1 6 nút. Rồi, chúng đổi quà thương này. Đồ này câu cá giỏi nè. Chết rồi. Anh đừng có nơi. Anh đừng có nơi. 4 nút. Gọi não, gọi não mà. Gọi não với anh Phú. Não mà 2 nút là ngồi đó. Não 2 nút là ngồi đó. Mấy nút đây? Rồi. Nào gì đội của em. Còn mình anh đúng không? Đúng rồi đúng. Anh có một lúc qua đây luôn. Ở đi, tôi là lúc nào giờ bảo qua được rồi. 6 nút. 6 nút. Anh nói 6 nút rồi. Wow. 3 người 6 nút. Rồi ba anh em mình hôm nay lấy giải luôn đi. Ba anh em mình. Lấy giải luôn đi. Giải. Câu hỏi câu. Giải. Rồi đi câu cái cho các anh. Rồi. Áo ông si. Ý ông sao? Bình thường hay tôi hay gì, ông có nghe cái câu khinh địch không? Ha, tôi hiểu rồi. Lần này là hai bà địch tôi hửi luôn á chứ. Trời ơi, nó bị dính vô luôn mày ơi. Giờ sao? Rồi xong rồi. Bố mày nhóc cho ngồi luôn, mày không ngồi. Mày chui vô đây ngồi chi vậy? Xong chưa mày? Xong rồi đó. Trời ơi là trời nào không nổi, mày dán gì vô vậy? Chưa giờ nó gách cái lỗ chà bá gì. Mày không dán lại người ta thấy mong mày sao? Rồi banh cái quần tao luôn. Sao? Thì để tao đây tao coi coi. Nè. Chưa? Hỏi nè. Cảm ơn nha. Nè. Bà đó hả? Có biết làm đâu. Đây. Tớm xong chưa ông Đẳng, người ta đi câu hết rồi kìa. Bà từ từ coi, tôi đang làm. Em đã. Gì nữa? Cột kiểu gì mà ngay chỗ này hết sức rồi. Đúng rồi. Cột kiểu gì á? Nè. Ai biết đâu, thôi đi câu. Xong chưa? Xong rồi. Thôi đi. Mồi này mình trộn vừa dẻo nha các bạn. Chanh theo nước luôn nè. Ví dụ nước trôi, nước mà trôi á thì cho mồi dẻo hơn nữa. Còn nước đỡ bình mà đứng á thì mình cho mồi vừa thôi, giống vậy nè.
nước mà không chảy á, mình cho mò mềm thôi, mới dễ nuôi cá. Anh Trọng gọi tới đâu anh Hảo? Đừng xong rồi cơ. Trứng gà mùi này thơm nha. Thơm sao không thơm? Thơm vậy cá sao ăn? Thơm cá mới ăn á. Anh không thấy cá giòn hả? Thúi nó mới ăn. Ê, anh thấy có mùi gì đó bậy bậy rồi đó. Em nói hen, cái mồi này mà trộn thêm miếng xít vô hen, tao nói câu là dính cá giò chà bá luôn nè. Các bạn quýnh những giấy vô mặt bây giờ. Đi chỗ khác chơi để anh trộn. Em nói là thực tế mà anh Hiểu. Bây giờ mình sẽ đi chọn một cái địa điểm hợp lý để mình câu nha các bạn. Theo mình nghĩ á, trời nắng nóng như vậy chắc chắn cá nó sẽ chui vô mấy cái bộ lục bình này nó ở. Cho nên là mình sẽ khoét lỗ vô bộ lục bình để mình câu nha các bạn. Để mình coi chỗ nào hợp lý đây. Trong này thì lục bình dày quá. Có chỗ này được nè các bạn. Chỗ này thì thấy nó ok nè. Bây giờ mình sẽ khoét một cái lỗ ở đây. Đó, xong cái mình rải thính xuống, mình nhử cá lại, mình câu ngay chỗ này là bao có cá luôn. Ở đây nó khá là nhiều lục bình. Ui, lỗ đi. Làm gì vậy? Tao dọn lỗ câu cá. Có con nào không mà câu? Cái gì? Có con nào không mà câu? Kể tao. Thôi đi rồi. Né ra đi. Ê ê ê. Mày lên đây coi. Cái gì? Mày biết cần ai không? Cần để trống chứ có ai. Cần của tao làm rồi nãy giờ. Trời. Biết đâu thật chưa tao cầm á. Mà khoan chết nha. Chết con đá mày quá. Tao có thắc mắc này nè. Cái gì? Mày khoét mày định câu lỗ đúng không? Ừ. Câu lỗ cực kỳ nè. 3 ký. Ủa. Tao mới cập nhật trong được thông tin à. Tin gì? Ở đây có cá sấu. Ôi mày đừng có xạo mày ơi. Đây làm gì có cá sấu. Tao xạo mày làm gì? Tao kể cho nghe nè. Đây. Kể gì? Trời ơi có cá sấu thiệt. Cá sấu được cá sấu. Hồi nãy tao mới gặp con cá sấu luôn nè. Kì vậy? Cá gì? Tao mới gặp cá sấu luôn. Đâu? Ở trong này nè. Có cá sấu rồi. Tao tiệt chủng hay gì rồi. Tao mới khoét lỗ gặp con cá sấu luôn. Thôi đừng có láo. Nó gặp cá sấu rồi nãy giờ mày còn ở đây à. Chúng tao đi, mày, một hồi mày ngồi đây câu là mất cái giò đó. Thôi, mày hốc phét một điên lắm rồi. Tao gặp cá sấu thiệt. Cá sấu đồ chơi á. Đây nha các bạn. Coi Nhã nó khoét lỗ nè các bạn. Đây Nhã. Nhớ khoét cho anh đi nha. Ok, nếu khoét cho lỗ câu lỗ. Khoét lỗ nè. Dạ. Trúng đầu tao rồi. Sao không? Thôi, mày khoét đi, tao vô chậm cái. Đứng lên chị ba. Gì không được rồi. Em lại cho ổng móc mồi nha mày. Thâu vô cái cần coi làm cái gì mà cái dây dài vậy rồi sao mà câu. Làm thì làm có tâm xíu đi. Làm gì mà không có tâm vậy trơn vậy ông nội. Cái này được rồi, này nè, cái này đi. Còn 1m7 dây dài vậy trời. Dây này có 3 mét à. Vậy mới dính cá chứ. Cảm ơn. Thôi. A few minutes later. Còn này. Rồi. Thôi nguyên đi ra tới tôi. Mồi nữa hả? Móc mồi giùm đi, có biết móc mồi dế đâu. À. Trời ơi, cục cút vậy nữa hả? Ai cục không phải con cột đâu, nói vậy. Cục cút gì? Mình câu ở đây đúng không? Ừ. Câu hướng này luôn đúng không? Đúng rồi. Thì nước chảy gì có cá không ông đã? Mẹ ơi, có. Có không? Có. Chắc nha. Chắc. Rồi mình sẽ thả cần nha mày. Có. Wow. Oh, ê, ê. Ê. Tao trôi chứ hả? Nguyễn, sao bà biết câu gì mà Nguyễn? Thì câu thì thả xuống câu đi chứ làm gì? Nhưng bà câu đây. Chứ câu đâu? Bà cần có thục bà câu trong kia mà. Bà cần có thục, tôi là cần có máy. Bà là phải ở trong bờ, sát bờ mới câu được. Chứ nước ngoài đây chảy không thì sao câu. Trời ơi, tôi thấy ba người, tôi thấy hai người ở đây thì tôi ở đây luôn. Rồi giờ biết chưa? Biết rồi. Câu ngoài cái dây có chút ác à, đâu có xuống tới ai được đâu mà câu cá mà. Rồi bà cho kia đi. Mình vừa khoét hai cái lỗ xong nha các bạn. Đây, chỗ này là câu hợp lý rồi nè. Khoét không thì cũng chưa có cá đâu. Bây giờ mình sẽ lấy cám mình nhử nó lại nha các bạn. Người ta gọi là thính cá. Đó. Dễ vậy hồi nó nghe mùi cám lại.
để cái này khoảng nửa tiếng rồi mình lại mình câu. Ok, cái thời gian mà mình để cho cá nó lại cái ổ đó thì bây giờ mình qua học hỏi kinh nghiệm từ Hòa Thượng nha các bạn, nó câu cá đỉnh lắm. Qua nãy giờ câu có con nào không? Không, cái dĩa không à. Kìa, rồi coi chừng ổ này ổ cá nhỏ rồi mày ơi. Đi qua bên kia câu kìa. Bên đó đó, có lỗ ngoài chỗ bà Nguyên á. Dạ không rồi. Dạ không có hồi câu dính trà. Đi đi. Hãy mới câu ngoài kìa. Chắc chắn chưa? Ừ. Rồi, anh Hảo chọn cám hả nào? Đó, tại nó hơi dẻo quá. Ok, chọn đi. Nope. Gì thật? Đúng rồi, trời ơi, cá bự luôn á. Ừ, tao thấy nó rung lần một là tao nghi nghi rồi. Tức dữ trời. Mày giật mạnh quá mà. Thầy ơi, móc mồi vô lại đi, coi chừng còn đó thật. Đi câu đi, câu đi. Lại đi, lẹ đi. Ở ngoài kia sóng đánh nhiều quá mình câu không được bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vô cái bờ ở trong này để mình đánh nha. Ủa lộn lộn lộn. Để mình câu cá nha. Ở đây thì khá là nắng nên mình phải trang bị nón như là áo nha bạn. Giờ mình sẽ xuống cần nha bạn. Ngồi đây hồi nó chắc khét luôn người mình quá. Giờ mình phải đi vô trong kia mát mát đi. Để chiều chiều mát mát rồi mình lại đây câu nha. A few minutes later. Dạ. Nè. Ồ, được con hả? Ui, kìa ngoài kia câu kìa, chỗ kia có cá kìa. Cá rồi, cá nhiều xíu. Xíu có là đỡ rồi đó. Anh có con nào chưa? Chưa có gì cũng nói. Sắp có rồi. Bỏ vô cà hồng. Cứu câu dính cá này ơi. Một con cá đầu tiên nha các bạn. À. Từ sáng ai trên cứu đâu. Ai chê tôi. Ai chê tôi. Con trả lời ngay nha các bạn. Đây, chê xong đồng hàng nha các bạn nha, chê mạnh nha. Đấy. Ui, lấy cái gì được, lấy cái gì đừng. Ủa sao cái kỳ nó hồng vậy? Hả? Cái chê hồng cái gì ta? Chê lầy. Bây giờ bả luôn trời. Mà coi nè. Kinh chưa? Một em. Tôi giữ đó ai. Cái tiền nó lên tất cả mà mấy đứa này. Ê thật. Anh Phú bộ mình mà. Mấy đứa vợ quá chị vô mấy đứa vô. Ê. Mà tính nha. Ê chừng ghê anh Phú ơi. Con này của anh hả Phú? Chứ ai. Trời ơi giỡn rồi. Yeah, đội mình. Anh gợi ý cho mấy đứa câu nè, mấy đứa chui vô lục bình câu. Wow. Một em. Chui vô đó. Chui vô lục bình. Ê đi mình cũng chết câu lên anh đây. Chị lai, chị lai. Ghê dữ trời. Một em nha các bạn. Yeah. Gọi đi, gọi đi, gọi đi. Ủa anh Hảo bò ai hả? Bò Hành với Nhã. Ủa sao anh gọi cá của đội em? Bé hơi thấy mình phụ đi. Ờ vậy cũng được nữa, anh Hảo phụ đi. Thì tình hình nó lại chọn cá đâu các bạn ơi, mình ra đây mình thả nha. Ủa? Nhớ mình văng rồi mình. Run. Dính cá! Anh em ơi, dính cá! Trời ơi! Dính chưa anh Đăng? Ở đâu hả? Dính cá! Gửi giùm ơi! Em mày dính cá kìa! Nè! Ôi, cá chê! Gì vậy? Dính nó trong kia mà chạy tới vào đây luôn á! Nè đi! Ừ! Thêm một em cá chê nữa nha bạn! Dính cá rồi các bạn ơi. Đây.
gì người ta đi. Dính vậy rồi. Trời ơi, trời, trời. Hai lần rồi đó. Cá to, đừng đùa. To gì to. Anh Hảo làm cái gì đây? Làm cái gì anh Hảo? Tóm lưỡi lại nè cưng. Ủa đứt lưỡi nữa hả? Đứt lưỡi. Có dính cá nào không? Không. Gì mày? Cá lồng tông mà mày cũng kêu nữa. Cũng là tính điểm mà hay giật ơi. Làm hết hồn. Cá lồng tông anh Hảo ơi. Là sáng giờ chưa dính con nào luôn. Chưa. Dướng ra quá trời dướng. Rồi em biết nguyên nhân rồi anh Hảo ơi. Sao anh có nhớ hồi sáng trước khi mình chưa câu không, thằng Thập nó có bước qua đọt cận của anh chửi nó đó. À có không khéo ha, bây giờ nó xui tới giờ á. Em nghe người ta nói á, chưa câu cá mà bị người ta bước qua đầu cận á là xui lắm, không dính được con nào đó. Ừ, đúng rồi, anh như anh cũng nghe câu đó đó. Đúng không? Đúng rồi. Rồi xong. Bây giờ á, anh Hảo phải tìm cách xả xuôi kiền câu của anh Hảo mới dính cá được. Làm cách gì? Cách gì vậy ta? À, có rồi. Dùng cách cổ truyền. Cách gì? Chờ em. Chờ em nha. Anh Thành vô đây. Sao? Ngồi xuống. Anh Hảo. Gì vậy? Em nhờ anh Thành hỗ trợ anh nè. Hỗ trợ gì? À, đốt phong long cho tôi cần của anh. Tay Thành nữa thơm không á. Sẽ giờ này có câu được cá không? Có, còn bốn cái ngô luôn. Rồi, được. Mã đều xảy rồi. Không sao, có dính là được. Tại vì á, anh Hảo bị thật bước qua cần là xui lắm rồi. Bây giờ em kêu anh Thành lại đốt phong long cho. Làm luôn hay mày? Làm luôn đi. Đốt lên mà. Đốt phong long anh Vũ. Thôi quá. Giấy này mới lấy đâu ạ? Giấy trong bóp anh Phúc. Trong cái bóp cam màu vàng anh Phúc. Hả? Xé trong quyển sổ đúng không? Hả? Đó anh Phúc. Cái quyển sổ tài liệu làm việc của anh rồi mấy đứa xé về đây. Không, em đâu. Sổ bỏ gì rồi em xé. Rồi, chúng mừng hai đứa quay vô ô mất lượt. Rồi, là sao anh Phúc? Tránh cái lượng khác vô đi, nữa nó không dính rồi, hai đứa ra đây. Gì đó vậy? Ê. Một em cá. Cái gì đây? Không biết nữa, hồi đem vô cho mấy anh em mình. Cái gì vậy? Cái gì ai biết đâu. Ê đã, dính cá nè. Cái gì? Nè. Để đem vô. Đem vô, đem vô. Cái gì vậy bà Huy? Ai biết đâu, cá gì nè. Cái... Ê, giống con cá của anh Sáng không nặng câu dữ hả? Cái này chắc cá dồ quá. Cái gì không đã? Nghe gỡ đi đánh. Đó, cá trà cần chứ không phải cá giò đâu. Cá nào cũng là cá. Miễn sao có cá là được đúng không? Em cá đầu tiên của mình nha bạn. Câu từ sáng tới giờ. Trời ơi, dính cái đao không ra. Trời ơi. Trời ơi, 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 trời ơi. Đây bạn. Lần đầu tiên mình dính nha các bạn. Trời ơi, các bạn coi nè. Đó. Bạn có tay út hả? Thôi thả luôn đi Thành ơi. Thả cho nó đi Thành. Thôi lỡ rồi, bắt luôn. Kìa mất tao rồi kìa. Cái gì đây? Ê, con cá hồi nãy nãy này đúng không? Con phải này cái chốt mà con này cá mè dính đi mà. Miễn có cá là được rồi. Được rồi kìa các bạn ơi. Tới giờ nữa rồi đó. Tự nhiên trong mát vậy ngồi, ra ngoài nắng ngồi. Nó gụi. Kiếm ra trong đó mà nó có nước thúi mà nó chảy ra thì sao trời. Tưởng cái quái quỷ vậy. Hai mình đang đứng. Hay quái vậy? Cái gì đâu có? Lắp cam nha. Có đâu? Em, tụi em để vậy nè. Đâu có.
đây để coi có cá không. Hai Ngân. Ờ. Mày đi hồ mình á. Gì? Thôi mình đi qua đây mình coi có cá không. Mình sẽ qua bán thăm cần nha. Ừ Nguyên. Gì? Dạ qua bán thưa bà với con đung đụng như cái cần cứng cứu xong rồi dễ bộ kia có là cá dính kìa. Chú có khách rồi. Bây giờ bà nói với chú là lên cái buồng lái đi. Bà chụp hình cho anh Phú xong này tôi giả bộ tôi đụng đụng cái cần cái chạy kêu lại cho anh Phú chạy lại đi. Từ 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 từ. Cho hai em qua coi thử cần này có cá không. Nãy giờ thấy Phú cầu dính quá chị cá mề quá. Nguyên cái buồng lái luôn nè. Ồ. Lên đây giả bộ lái đi em chụp hình cho bao ngầu luôn. Đẹp không? Đẹp. Trời ơi. Em chụp xấu là trừ lương mày đó. Dạ không? Chăm chăm cái đồ lái thiệt đi nè. Ui, ơi cá. Cá. Ôi trời ơi. Rớt ngoài rớt cái chuông rồi. Gối. Trời ơi, xảy luôn cá rồi. Ơi là trời. Tiếc thiệt chứ. Ôi, tập trung câu là dính rồi. Mất luôn cái mất luôn cái chuông rồi. Mất mồi luôn hả anh Vũ? Mất mồi, mất chuông luôn trời. Trời ơi, tiếc thiệt hả Ngân? Tiếc quá. Nặng chịch luôn, con cá kia nặng chịch luôn. Ôi, cá gì? Nặng gì luôn. Em nghe cái chuông nó bực, nó chụp 3 tiếng luôn mà. Thôi đi ngơi. Thôi, không chụp được hình mà còn không. Không ấy nữa, thôi đây 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 đây. Quá chứ. Tình luôn trời. Thôi Vũ cầu tiếp đi Vũ. Chừng nào có cá kia em ra nha. Ok ok. Cá bự, cá bự, cá bự. Wow. Ui. Trời. Ê, quay quay quay. Đi đi đi. Được. Wow, dữ vậy. Cá bự, cá bự. Bự lắm, bự lắm. Từ từ thôi. Ui, giật giật. Lấy giật đặng, lấy giật. Lấy giật. Lấy giật, mày đi lấy giật. Từ từ. Lấy lo vô đây nè. Đâu? Phải không chạy hay là một ghét chạy? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nó đó. Có giật không? Kìa vô kìa. Phải không hay là một ghét? Cá này nè. Trời ơi, con ghét cái gì? Cá, cá, cá. Ê, quay, quay, nó kêu kìa, nó kêu kìa quả. Cá ơi, cá ơi. Từ quả. Kìa kìa vô kìa. Nó chạy bên kia kìa, chạy bên kia kìa. Cá bự nha, cá này bự nè. Lốt cái cành này nè. Cá cha ơi, về cá cha ơi. Ê, vô tới kìa. Đâu vậy? Cái nó nơi đây luôn. Đây nè. Từ quả. Đi giật, đi giật, đi giật, đi giật. Đi giật, đi giật. Từ từ thôi, từ từ. Ui, ui, lẹ, ui, chim chân kìa. Khoan khoan. Ui, nhấp ra. Cái gì đó. Wow. Trời ơi, con cá đu nè. Cái gì? Cái dù đem, cái dù đem. Cái dù đem. Ui, đu luôn. Ui, con cá nó bưng kìa. Trời ơi. Trời ơi. Hôm nay đội của mình là khả năng win rất là cao nha. Quả thực con cá nữa trời. Wow. Dễ luôn trời. Con dễ luôn trời. Nè. Ui. Mà con cá thì giống cá. Cái dù đém mập ghê trời. Cái lần coi nè. Mà sao nó lưng gù nha. Không, cái dù đém nó mập luôn. Mày bị lưng gù. Câu cá gì? Yeah. Yeah. Có bạn, tuy là đội mình không lên cá nhưng mà vẫn vui dùm nha các bạn. Quá đỉnh. Rồi lên đi. Cá luôn. Cá này chắc cực kỳ á. Hay quá. Gì vậy? Cá này giống cháu con thỏ ha. Nice. Còn khá vô ạ. Yeah. Ok. Trời ơi, các bạn. Đây. Câu sáng giờ. Câu sáng giờ nè. Để ăn được con nào luôn. Mình cá chê hòa thượng thì cá vô cái này vô đếm cá lóc cá rô đầy đủ nha các bạn. Đây đổ cái đồ khe anh chạy thả không. Cái đồ anh câu ghê không mẹ chê anh hả tao mày á tao mày á mày ghì mà đố tụi tao cần tao tao ghì cần cần mày không canh đi thì cần mày mày ghì tao đụng vô tao có ghì đâu xảy cá tao nè mày thích gì mày xảy gì đâu mày hay mày làm gì vậy con cá đâu mà cái lộn hoài. Tại nó kìa. Mày biết từ sáng giờ tao chưa dính được con nào không? Thì không dính thì dán câu đi. Mày tại không? Tại mày chứ ai, cái cần này rồi, tao rồi, kêu dính rồi. Cá rồi mà. Tao lụm mày luôn bây giờ. Được rồi. Đây. Mày sao? Tao vô nè. Vô. Tao vô nè. Được rồi, được rồi. Mày đứng đó. Quýnh lộn luôn mày. Cái gì vậy? Ôi, ôi, mày sao? Ôi. Cái gì vậy? Mày á. Nó kìa anh Buông. Tại mày á. Hai đứa ra đi biểu. Ra đi biểu. Xin lỗi bạn nha. Thôi, được rồi.
tôi cũng có lỗi việc gì cần của bạn làm cho con cá nó xảy thì thôi tôi cũng xin lỗi bạn nha. Ủa vậy đó, đừng giận tôi nha. Anh em thông cảm với nhau. Cái gì mốt ngồi nói chuyện chứ đừng quýnh vậy nha. Rồi vậy đi. Anh em không à, anh em không à. Con cá chứ. Sao vậy? Anh em cũng xin lỗi anh Phú ơi. Nó không có lớn gì hết anh Phú. Nghĩ sao hai đứa đè nhau có lộn vậy? Tại hồi nãy em cũng ham con cá quá anh Phú nên em lo giật mà không có đưa cần cho nó sao xảy luôn Phú. Em về luôn. Con cá thôi mà hai thằng vậy luôn. Lần sau anh Phú thì em Phú ơi. Mốt quánh quánh luôn tét đầu sức tráng mẹ dai rồi đó chứ quánh chi yếu vậy? Hả? Hai đứa anh không lo mà anh lo cái cano người ta có vấn đề đè nhau như nó làm gì vậy nè? Hả? Nghe tới ảnh hưởng tới lương bổng của bắt đầu ha. Mấy đứa chỉ có cái đó mới chỉ được mấy đứa thôi à. Đi câu cá đi. Lấy gì đũa cá đi đi mấy đứa. À đây được anh trợ lý đưa cho cái ao đũa cá đây các bạn. Ok. Dạ dạ. Còn mấy con cá nhỏ nữa kìa. Đây là số cá mà mấy năm mình câu được trong ngày hôm nay nha các bạn. Khá là nhiều luôn. Đây. Ôi ơi. Cá lóc anh câu được nè. Hai con cá trên câu được đúng không? Một con cá trên của em. Một con cá vô đó là cụ bà thương câu nha các bạn. Hai con này của tụi em. Còn em thôi nói cái gì? Một con cá rô, một con cá lồng tông. Nói chung quay ra thì hầu như là đội của anh câu được nhiều. Con này ăn đứt luôn rồi. Bên em nữa luôn. Tính về khối lượng thì chắc chắn đội anh thắng cuộc rồi. Và xin chúc mừng ngày hôm nay đôi của Hoa Thương, Tân Kẻ và anh Phú. À, giành chiến thắng trong thử thách người câu cá có khối lượng nhiều nhất đúng không? Đội câu cá có khối lượng nhiều nhất. Chính xác là như vậy. Đây. Thì thôi giải thưởng 3 triệu chuẩn bị sẵn sáng giờ. Nè. Cảm ơn Phú. Cảm ơn Phú. Anh không cần lấy nhiều đâu, chia cho anh 1,5 triệu được rồi. À, mấy bao nhiêu mới đưa lấy. Là sao luôn. Có vui rồi nha các bạn. Có hai em nữa nha. Sao vậy? Mới anh Phú ơi, đợi anh Phú thắng anh Phú chia cho hai em, anh Phú quên nè hả? Một đứa cầm cao, một đứa gì đó. Móc một thôi, rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Giờ kể công đúng không? Hồi tối nay dẫn đi mì cay trà sữa được rồi ha. Yeah, tìm bằng ké lên luôn. Gì? Tìm bằng ké nữa. Có ké nữa hả? Cá rồi mấy con cá đây giờ về mấy nay mình làm một nồi canh chua siêu to lưng nữa thôi. Ok không? Okay. Thôi đến đây mấy nay cũng xin kết thúc video nha các bạn, đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy nay mình. Đồng thời đừng quên số điện thoại của Kim Cương nè, các bạn đi pha đừng quên giá rẻ tính chất lượng nha các bạn. Quay ăn nhiều thuốc càng cao nha các bạn. Bên cạnh đó có shop Roblox, đường link của shop game và shop Roblox mấy nay mình để dưới phần bình luận, các bạn vào đó truy cập vào đó để mua hàng Roblox hoặc là quay Kim Cương tùy thích nha các bạn. Còn bây giờ thì mấy nay mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye. Thời hai đứa dài quá. Nhớ để lại một like, nhớ đăng ký nếu thấy video này vui và cứ đến giải trí nha các bạn.